còn bay anh nhổ kim múa con mũ ném kim mà qua giống sao đó là có đuốc nữa mà qua là có cái đuốc rồi này. Ủa đây mà được hai là hút mặt ạ. Gì là lưới hai ấy. Ý. Ý. Nó đánh gì mà đâm kia đi. Bỏ bánh đúng mùi lá rồi đó. Tìm mấy phát. Chưa gì hết, em đã bay ra hết rồi mà. Giờ lần rung rung nói thấy đã trúa rồi đấy. Wow, hiểu ở nhà coi vật mặt này. Ôi dồi, nó mặt đẹp. Chí á, được cái kiếm mà nó chỉ còn phình ra là hút mặt. Đây nó dài rồi mà nó không có dài người á, thấy nhà coi màu mặt này tuyền bảy không có đem mấy bao nào đựng ấy không chỗ thiền bảy này rồi. Cả nhà nhấn đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào anh em đồng nghiệp. Chào tất cả các anh em. Chào tất cả mọi người đã quay lại với con. Rồi đó. Theo dõi ba thầy trò qua lấy hàng khủng này. Siêu khủng. Mà thợ tính đang lên đuốc. Và quay cái tổ em cho cả nhà cùng xem nha. Đây cả nhà, ôi chỗ em này, em đi lúc đấy, ôi một cái đầu mặt, cái đầu mặt nó khiếp đen luôn nha, ôi thằng thằng dài lắm, nhà nó làm ngay xuống đây, đó. Nước chảy rồi nước trong rồi nha, đây cả nhà, đây. Ôi. Đấy. Tính leo qua đây đây sống đốt đốt rồi bẫy đi kiếm nộm gì còn bẫy này anh đi kiếm lang hải nói lang hải gión đẹp lắm không biết lang hải gión đẹp lắm anh bẫy nhức nách luôn dạ tính đang nghiên cứu đang coi. Ồ, mình đứng đây nhìn nó cái thớ ra không đẹp này cả nha. Giờ đi qua bên đây. Cho cái nhà xem lại tổ ông lần nữa này. Ồ, nó thèm cười lắm. Đó, cái nhà xem. Kinh khủng khiếp luôn. Mấy cái đầu đó là đầu kia nó đồn ra, nó bị nó đang đồn ra chứ đâu phải. Mấy cái dây nó đang đồn ra sao chứ nấu đang như, như kiểu trong đợt cấu xe ấy thế đất mà nặng đi tiệc coi đồ đâu sợ anh cả nhà ui mặt nó mất phức cái tàng đi thấy đến thở anh lên thì anh dốc cây tàng ấy nghe em xem nha ui có cái nhà xem cái em nó không gưa hồn đúng một lá cái này ở đây mới thấy hả
đổi máu à, đổi máu vào là thử. Nó cách dài vận đài không thấy chiếm xuống dưới đít quê lần đấy hả? Độ rung coi em ra rồi kìa. Nguyên thần quáp lên nha. Thần quáp đi. Hốt lan súng rồi hả? Hốt vậy đó là súng rồi. Ê. Bộ cha báo hả? Nhét xuống nha. Nhét xuống nha. Thở lấy mặt đốt được lan khủng luôn nữa các anh em. Vừa lấy mặt nó có đốt rồi. Thấy nó thì nó. Ồ, mới có thấy vậy? Khủng như bằng tay. Nè, đấy. Lên cái nhánh đó là. Tới rồi em. Wow, rồi em. Giờ cái cây nhỏ nó lên rung rung với nó ra. Chơi, chơi, kiểu chơi hùng ai chơi. Ui, ui, tìm nhỏ mây. Anh thế. Ui, tìm một cái nhà. Nè. Ui, dạ. Tìm thấy đấy rồi. Ui, sao thấy biết rồi hết, khui rồi ăn hết rồi hả? Khui ăn hết rồi sao vậy? Khui nó ăn hết rồi sao không thấy biết? Đủ mọc rồi. Coi chút ơi, mấy cái nhánh dứa xác xác mẹt em vào đây kết hết rồi mày. Ui, tìm cho mẹt dùng cái mũ ê. Ôi, giờ cái nhà xem nó y chỗ nào. Đấy, đây như đồ keo chỗ má. Đây này, cái nhà xem này, nó quay này. Ô bê lắm. Ô, chỗ đó này sông cả nhà. Nói là sông đó. Đó đánh. Ông tắt lá mình. Chỗ nó nảy mà lên ngay chỗ trắng ba kia ngầu rồi nó quấn mơ nha. Quấn đẹp quá. Ui, vô nữa, vô nữa. Vô nữa. Nghe vô cái tay. Nghe vô cái tim đập. Nghe một thôn. Trời ơi, nó còn tấn công dữ vậy. Cứ đây à, rồi ít đâu. Ôi, rồi đâu á. Ôi, cả nhà có cái đồng mặt này, ha. Ôi, nó kéo vô gương vậy. Ôi, nó theo mày em ấy. Ôi, dồi. Có cách lắm em. Ôi, dồi. Theo cái đồng mặt này. Ôi, dồi. Cái đầu hấu tung tóng nó, dở nó phai quá. Ui, nó phá vô cái tay này, bay mùi mẹp rồi cho nó vậy. To mà theo một dài cưa ấy ấy nổi ấy nổi đồ chơi trên móc tay rồi ấy hey, con hả ui ba phát rồi đã đi chừng nó cốt cái tay ném máy quay để giữ đấy giữ là giữ tao đây giờ về bây giờ đi núp. Nấp nọ. Đấy. Ôi dồi dồi, tấm công rồi đấy. Ôi dồi. Đây nha, ngồi đi. Còn cảnh đồng mặt luôn nha. Ôi. Tấm công rồi đấy. Ôi, họ nhấp cái này ạ.
Ui, coi em mới xuống này. Nó tấn công dữ quá bé. Nghĩa là tìm ba nhí ra rồi chứ. Ở trên này nó có tấn công chứ là tấn công quá độ. Ui, ui, rồi. Quay về cả nhà coi nó bị được cái mũ này. Hai cái không? Đấy. Dữ đây đồ nó tấn công phơ luôn á. Dữ này tấn công phơ luôn. Thôi đủ quá, giờ cả nhà xem cái tổ em nhà cứ quay tờ lao ấy. Ui, có đồng mặt cả nhà. Ui. Ui, biết cái trời này biết cái. Chỗ đây là nên. Đang giờ nó đang trên nó biết xuống cho bị. Mặt nó đang trên biết xuống. Ừ. Đấy. Đang trên giờ biết xuống. Ui. Ổ như bánh thèm kinh điển. Ấy. Nhỏi mà mấy. Đấy. Ấy. 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 Ủa, đây mùi gì mấy? Ý, 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 ý. Ôi, chùi. Chưa ném. Ôi, còn được tìm nhiều người vậy. Cả nhà. Ý. Trời đất tôi rồi. Dữ quá. Dữ không nào? Ý, ý. Ôi, cái nhà xem cái đầm mặt này. Ôi. Để em nó quấy rấu vô quá cả nhà. Em nó cho nó tìm cái tay cầm máy quay này. Chuyển động liên tục. Dứt rồi. Dứt rồi. Nó hình như là nó dậy cái máy quay á. Nó lên tiêu quay vậy. Ôi, đây. Ui, ui, ui. 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 Nè một tay tí nhá. Chú là phòng tay chú xuống núi. Chú ố là ngay rồi vô được ố này nha. Đó má. Nhìn tất nhanh. Ố này trùng nhất. Ý quay rồi. Ý như ta quay rồi. Ờ phải nha. Ổn định đâu. Giờ coi cái đồng mặt cho cái nhà. Đấy. Ý. Ý. Đấy, giúp cho đây, giúp cho đây rồi. Đấy, giúp cho đây rồi. Rồi, giúp vô thẳng. Ý, ý, ngủ. Ngủ. Máy quay đây. Nó dậy cái máy quay này cả nhà nó cứ nó ném vào máy quay. Không quay ngon lành nhất. Ui, cục ký đâu. Ui. Mở lít về. Tìm cho mấy rồi. Ê. Ê. Chá gì đó. Vậy mấy quay ở mấy tay kia rồi nó đâu dứt cái tay cầm mấy quay không mày? Mày quay đâu vậy? Mày quay nè. Nó nói tôi vậy tôi muốn lên tôi quay mà cứ đưa lên này. Ôi nó đem tay này nằm sâu cái rồi. Ôi ở đây nó nói vậy lên ra nó đâu? Đâu trước cái ổ em một chùm. Ôi ui, nó rớt cái chùm này ra, khối tạc luôn. Rồi, cả nhà rớt cục cái nữa là dùng rồi. Từ từ. Hết xuống không? Cũng còn đéo. Ờ, à, thưa rồi, thưa rồi. Ôi, nó sau lưng mình kìa, phải khối ở sau lưng mình kìa, thưa. Thiệu khối. Ừ.
Bồi được anh em, bồi lấy cục số 2 này. Ui. Ui. Đã đó. Cẩn cứng, lách không rớt. Vô bộ đồ nó không sao mà. Vào cái treo của nhà. Và nhà cuối còn bị bắn cái tàng em ăn. Ui, ghê vậy. Khủng khiếp chưa. Cho cả nhà xem lại cái đồng bậc nó. Chỗ ra sâu. Cái đồng bậc nó này dài, cưa vô. Cái lần kiếm quá nãy. Em nó không có đo gan cho cả nhà xem được. Ôi. Chắc là trụng nhẹ. Hả? Ui, dồn kia này cả nhà. Sao quỳ lót đen? Sao quỳ lót đen? Ui, dồn kia vậy. Kinh điển. Ui, trổ ăn này. Ui. Thời em đang cột ba lô nha anh em. Cột bị béo cột ba lô. Chỉ mang xuống luôn giờ nắng thấy cột dày. Mãi luôn mà anh ấy mà anh sẽ chạy đây à. Chúng mạng đây à. Nó được hay chứ. Ôi, làm ký gươi thì còn dài cửa lắm. Phình là cây đồ cho rồi. Phình ra phái rồi, cây nó ấy. Cây nó hơi nhỏ. Rồi, anh thở, anh tụng mày xuống nha rồi nha. Mang xuống luôn anh. Mang xuống luôn, anh thả dây. Mang xuống, anh tuột xuống. Hốt chỉ rồng nào không thấy. Chưa hút dĩa rồng là sao vậy? Hút dĩa rồng chưa? Rồi cả nhà, coi em nó đu nè. Ui. Ui, đã dính mỏ nó uống nước rồi, nó dứt luôn mỏ rồi. Để giờ đảo dưới nhiều người đó ăn. Vậy rồi, bẻ ngâu giờ nó không dứt, ảnh nó cứ tê quay mình nó dứt à. Giờ tao mới. Trời quá láo. Giờ tao ấy. Xuống nhà tao ấy. Chuẩn bị động ổn kia ngay nữa là xuống. Ôi, ôi anh thở anh xuống luôn cho cả nhà xem này. Đấy là xuống rồi. Chưa anh còn đang bức lang nữa nha. Còn đang hái lang. Nó xuống. Im sao nghe ấy ấy là biết bị chết rồi không?
Đấy mà nó dần dần nó sơi đến cái biết lúc nào đấy. Nhắm sơi đến cái đấy, giờ ông buông vô ổ ấy, cứ buông chi vào dây đấy, quần đánh đâu rồi này lá. Ôi, nắn đâu là này lá. Bước đi ra mày. Tàu khá nha, nhưng tao chỗ anh tàu được gục cao. Rồi, thở xuống. Gần tới đất của cả nha, có đây phức lá nè. Đến đêm qua này, cho cả nhà xem cũng mặc nữa rồi ba thầy tỏ đi lên đường kiếm tổ mới tiếp làm vài cái siêu khủng nữa. Tổ này quá hung quấn nhức tay luôn à. Không có mạo nó quấn, nó quấn đầu mạch mờ nha, ba thành quấn mạch chui vô mạch mấy cái xì xì mũ ấy mà. Ở chính là hai cái xác mình với má quốc hai cái chim xì xì vào đấy. Đây này, mình đây một cái nè, đây hai nhí nè, mình chốt nhí này, đây nhí này vốn này, chốt nữa nè, đấy nem, còn bây anh nhổ kim, quốc mình mũ nem kim à. Ừ. Qua giống sao đâu đã có đuốc rồi mà. Qua đã có cái đuốc rồi này. Bạn. Từ bây đầu mũ lên nữa. Đầu mũ nó qua nó bay mùi á, nó rớt nó. Sụp có khối mà em mà theo chú thợ lấy mặt kìa. Ờ, xuống quay rồi cái này. Tú nó bằng đấy. Tôi đang nó quốc tiên liều. Tôi đang nhiều phát quá mà. Ý, ư, ý, ư. Cái đồ. Dục bụi làng xuống rồi quên lấy không? Bây giờ. Bảy lít nữa. Cái bụi bất đỏ. Được. Cục mặt ra cả nhà không coi này. Mấy nhá. Tố đây, được hàng chục, bà ta đi hơn chục hả? Ôi ôi, to. To. Đây rồi to lắm. Đây, thấy nó thèm cỡ đấy mà, thấy thấy quả quàng. Đó đợt đầu. Đâu. Đâu hình như thấy giống đợt hai. Ủa đây mà đợt hai là hút mặt á. Giờ lứa hai ấy. Ý, ơ. Ý, nó đánh gì mà đâm đi. Bỏ bánh đúng mùi lá rồi đó. Tìm mới tắt. Chưa gì hết, em đã bay ra hết rồi. Giờ lần rung rung nói thấy đánh túi rồi đấy. Wow, chỗ nhà coi vật mặt này. Ôi dồi, nó mặt đẹp. Chí ạ, ôi, được cái kiếm mà nó chỉ có phình ra là hút mặt. Tại vì nó dài rồi mà nó không có. Dài người á, thấy biết nó dài. Wow. Nhà coi màu mặt huyền bảy không có đem mấy bao nào đựng ấy không chỗ thiền bảy này lồng nó lắm. Wow, nhà thấy thật mặt tiếp đi cái đấy mà một bên nó ra cỡ 10 phân nữa thôi là đủ mặt luôn ạ. Đây nó mặn quá à. Trắng một dao lần cái hết mắt rồi hết mắt rồi
nó lọt bên đây bên kia mất. Này, đến bên mở bên lửa, em lửa đồ ra nha cả nhà. Rồi bắt tròn đi. Lần kiếm quả mới nữa. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà nha. Nhớ subscribe kênh để theo dõi. Rồi, tạm biệt clip sau. Cool.